this wasteland. I am the one who runs from both the living and the dead. Survive. Người phụ nữ mà trong á. ST ấn tượng với Furiosa và Max nhất. Joe bất tử, có nguyên cái ống đằng trước mặt vậy nè. Khi mà nhân vật Immortan Joe tức giận ấy, rất là sợ, rất là nguy hiểm. Thủ lĩnh hết nguyên một cái đám màu trắng. Với mình thì là nắng. Nắng. What a day, what a lovely day. Chắc là phải 10 điểm á. 800 năm. 8 điểm. 9 điểm. 9. Đi nhất là để cho một cái người mà đánh đàn suốt nguyên một bộ phim tạo khí thế cho đàn quân á. Đó là một cái suy nghĩ rất là điên rồ và nhưng mà nó rất là hay. He's a red rock star that's been on fire literally. Điên và rất là điên, thật tuyệt vời, rất ấn tượng, rất là sôi động và nội dung rất là mới lạ, rất là quái, độc và đỉnh, cực kỳ điên. Để đi xem bộ phim này bởi vì chắc chắn là nó sẽ là một bộ phim khá là hấp dẫn.